Mến chào các bạn. Đây là tô bánh canh cá lóc hoa đậu biếc mà mình mới nấu xong này các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi cách làm món bánh canh này nha. Nguyên liệu mà để mình làm cái món bánh canh cá lóc hoa đậu biếc á, thì đầu tiên là mình có khoảng nửa con cá này các bạn. Mình lấy cái phần đuôi nha, để cho nó không có bị xương á. Thì cái con cá lóc này khoảng cỡ 1 kg, thì mình lấy cái phần đuôi là khoảng cỡ 500 gram này các bạn. Rồi cái sợi bánh canh là mình tự mình nhồi bột đấy các bạn. Cho nên là mình sẽ nhồi chỗ này là 75 gram bột gạo. Rồi mình có 75 gram bột năng. Một lát nữa mình sẽ nấu cái nước của hoa đậu biếc để cho nó có cái màu tím tím á. Rồi mình mới cho vô để nhồi. Thì chỗ này mình có khoảng cỡ 30 cái hoa đậu biếc nè các bạn. Rồi một lát nữa mình sẽ cho 1 ly nước này vô để mình nấu với cái hoa đậu biếc để cho nó ra màu, rồi mình mới lấy nước đó mình nhồi nha. Rồi mình làm cái món bánh canh á, thì mình có cái hành tím mình đã phi rồi nè các bạn. Để một lát nữa là mình cho vô, cái lúc mà mình múc bánh canh xong á, mình cho vô ăn nó rất là ngon nha. Để những cái nguyên liệu mà để làm thì mình có, đây là tỏi mình đã đập dập nè, rồi cái đầu hành á, cái phần đầu hành trắng này mình băm băm nó ra để một lát nữa mình tao với dầu ăn nha. Rồi mình cũng có ít hành lá mình cắt nhỏ nữa nè. Mình bật bếp lên nè các bạn, rồi mình bắc lên một cái nồi, mình cho vô khoảng 1 muỗng dầu ăn. Dầu ăn nó đã sôi lên rồi thì mình cho cái đầu hành trắng này nè vô để cho nó thơm nha. Mình phi lên cho nó thơm. Rồi mình chế nước vô để nấu nè các bạn. Mình nấu khoảng cỡ 2 tô bánh canh thôi, cho nên là cái lượng nước cũng không có nhiều đâu. Rồi khoảng tầm tầm chừng này là được rồi các bạn. Rồi khi mà mình chế nước vô rồi thì mình sẽ cho cái đuôi cá lóc này vô này các bạn ha. Cho nhẹ nhẹ. Mình đậy nắp lại. Rồi mình nấu để cho cái đuôi cá lóc nó chín. Khi mình đã nấu cá ở trong cái nồi nước canh này được khoảng cỡ 10-15 phút rồi thì nó cũng đã chín rồi à. Mình không cần phải nấu cho chín kỹ nha. Chín tới là được rồi. Rồi mình dùng cái sạn mà nó có lỗ này để mình vớt cá ra ngoài dĩa nha. Và mình cũng tắt bếp bên này luôn. Mình đợi để cho cá nó nguội nguội xíu nha. Mình bắc một cái chảo nhỏ lên bếp nè, và mình cho cái dầu màu điều vô nha, cho nó vừa vừa nè, khoảng cỡ 1 muỗng đó các bạn. Rồi mình bật bếp lên. Khi dầu sôi thì mình cho tỏi mình đã đập dập vô này các bạn, để mình phi cho thơm nha. Cá khi nãy nó đã nguội rồi, mình gỡ cái phần thịt ra này các bạn. Vì mình làm ăn ở nhà các bạn, cho nên là mình bỏ cá vô mình nấu chung với nước. Còn như ở quán á, thì người ta hấp lên đó các bạn, thì người ta gỡ thịt ra thì nó đẹp hơn mình nha. Vì mình chủ yếu là mình nấu chung với nước á, thì nó sẽ ra cái nước ngọt đó các bạn. Mình đảo sơ này, mình xào sơ với cái dầu màu điều à. Đảo nhẹ nhẹ thôi cho nó sẽ bị nát hơn ha. Đảo sơ sơ thôi. Rồi mình nêm vô đây khoảng một xíu bột nêm này, và một xíu bột ngọt nha. Mình dùng cái đồ xúc này mình xúc mình đảo nhẹ nhẹ thôi nè các bạn. Rồi
Vì cái thịt cá lóc thì nó đã chín rồi, mình chủ yếu là mình xào với cái dầu màu điều để cho nó có màu đẹp thôi. Cho nên mình cũng không có đảo nhiều nha. Như vậy là được rồi á các bạn. Mình cho hai loại bột vô trong một cái tô lớn nè các bạn. Rồi mình đảo đều nha. Dùng muỗng đảo đều. Nồi hoa đậu biếc á, mình đặt lên bếp mà mình chưa bật bếp, mình cho nước vô này các bạn. Rồi mình bật bếp lên để mình nấu nha. Mình nấu cho nó ra cái màu tím để mình nhồi bột nè. Cái nồi hoa đậu biếc của mình á, nó đã sôi và nó ra màu rồi nè các bạn. Mình tắt bếp nha. Mình chế cái nước hoa đậu biếc vô trong bột này các bạn. Mình vừa mới nấu sôi lên á. Khi mình nhồi xong thì mình được một cái khối bột như vậy nè các bạn. Nó hơi dẻo dẻo nè. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra ngoài bàn để mình cắt nha. Để mình lăn đã. Mình cho ít bột khô lên trên mặt bàn này. Mình cứ cắt nó ra thành những cái sợi nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Và cái sợi bánh canh của mình nó có cái màu tím tím của hoa đậu biếc á các bạn. Và mình cứ tiếp tục mình cắt cho đến hết nha. Cái nồi nước canh mà mình luộc cá khi nãy á các bạn, mình bắt lên bếp rồi mình nấu cho sôi nè các bạn. Rồi mình nêm vô ha, mình nêm khoảng chừng này cỡ hơn một muỗng canh nước mắm nha. Rồi mình nêm vô khoảng cỡ một muỗng bột nêm nữa đi. Vì bây giờ là mình nấu cái nước này để mình chan vô, để mình thả bột vô để làm cái sợi bánh canh luôn đó các bạn. Cho nên là mình nêm vô luôn cho nó đủ nha. Nêm một muỗng bột ngọt. Rồi khi nó đã sôi sùng sục đều rồi á, đây là những cái sợi bánh canh khi nãy mình mới cắt xong này các bạn. Thì bây giờ mình cứ cho nó từ từ vô, vì mình muốn luộc nó trực tiếp ở trong cái nồi bánh canh luôn, để một lát nữa cái nước nó sẽ sền sệt nó ngon nha. Mình cho vô xong rồi thì mình dùng đũa mình sơ đi để cho nó không dính vô nhau nha. Những cái sợi bánh canh hoa đậu biếc của mình á, nó đã chín rồi nè các bạn. Nó đã nổi lên này, nãy giờ mình cũng để cho sôi được khoảng 6-7 phút rồi, đã chín kỹ rồi nè. Thì mình tắt bếp nha. Thì mình cho cái hành lá vô nè các bạn. Mình múc bánh canh ra ngoài tô nè các bạn. Wow, những cái sợi bánh canh của mình nó có một cái màu tím. Loại bánh canh này hơi đặc biệt đó các bạn.
Có mình ở nhà mình làm thôi chứ còn ở ngoài quán thì chắc không có rồi đó. Tại mình mới nấu nó vậy chứ khi mà để một chập nó nở ra các bạn. Mình múc nhiều nhiều nước ăn cho ngon nha. Rồi khi mà mình múc xong rồi thì mình sẽ cho cái thịt cá lóc mà khi nãy mà mình đã đảo, mình đã rang sơ với lại cái dầu màu điều này các bạn. Vì mình làm có hai tô thôi cho nên là mình cho chia ra để mình cho hai tô nha. Rồi khi mà mình cho cái cá lóc vô xong rồi thì mình tới tiếp tục là mình cho cái hành phi này các bạn. Hành mình mới phi nó giòn lắm các bạn. Nếu mà mình ăn cay thì mình cho thêm vài miếng ớt nữa này. Thế là cuối cùng là mình đã có được một tô bánh canh cá lóc hoa đậu biếc mình nhồi bột đó các bạn. Rất là ngon nè. Cái món này ăn tốt lắm các bạn, vì cái hoa đậu biếc đó, nó tốt lắm. Cho nên là mình mới nhồi bột để mình làm á. Mến chào các bạn nha.